chào quý vị. Thưa quý vị, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng năm gắn với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho các sở ngành, các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đồng thời giải ngân vốn đầu tư công kịp thời, nhanh nhất, không để tồn động. Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án đã triển khai thực hiện để tiến độ công trình và công tác giải ngân vốn được nhanh hơn. Tính đến hết tháng 1 năm 2023 là thời điểm hết thời hạn để giải ngân số vốn của năm 2022, thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tây Ninh đạt được là trên 4.145 tỷ đồng, đạt trên 106% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt trên 92% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Năm 2023, vốn đầu tư công Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 4.061 tỷ đồng, do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là gần 4.580 tỷ đồng, tăng hơn 517 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với số vốn được giao năm 2023 là số vốn chưa giải ngân hết năm 2022 của một số dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023. Đó là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án đường 794, đoạn từ ngã ba Cà Tâm đến cầu Sài Gòn giai đoạn 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ cho phép kéo dài việc thực hiện và giải ngân số vốn còn lại sang năm 2023. Như vậy, trước áp lực giải ngân số vốn rất lớn, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ vốn, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các đơn vị làm cơ sở để có thể giải ngân được sớm nhất. Tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 hơn 4.239 tỷ đồng, đạt gần 93% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tháng 1, mặc dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khá dài, nhưng giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt được 12,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt hơn 11% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tương đương với số tiền trên 507 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Cụ thể, phân theo nguồn vốn như sau. Ngân sách địa phương giải ngân trên 383 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt trên 11% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, vốn trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực, giải ngân gần 124 tỷ đồng, đạt trên 14% kế hoạch, giảm gần 47% so với cùng kỳ. Trong tháng 1, vốn ODA chưa giải ngân. Tháng 2, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 28 tháng 2 là 740 tỷ đồng, đạt hơn 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt hơn 16% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Nguồn vốn trung ương hỗ trợ, năm nay tỉnh cũng phải giải ngân 130 tỷ đồng của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đã giao kế hoạch chi tiết 18 tỷ đồng, đạt gần 14% kế hoạch. Số vốn còn lại là 112 tỷ đồng, dự kiến phân bổ cho dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tây Ninh là 51 tỷ đồng, và dự án đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế tuyến huyện và 42 trạm y tế tuyến xã tỉnh Tây Ninh là 61 tỷ đồng sau khi các dự án được cấp thẩm quyền điều chỉnh phê duyệt quyết định đầu tư dự án. Tại các phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác xây dựng cơ bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các sở ngành, chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố trong thúc đẩy tiến độ thi công công trình cũng như giải ngân vốn. Đặc biệt, tỉnh quan tâm đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công ở lĩnh vực giao thông vận tải để tạo ra những đột phá cho phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục với cái sự quyết tâm và nỗ lực lớn để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược đã đề ra. Đặc biệt là đột phá về hạ tầng giao thông. Trong đó thì sẽ tập trung chủ động phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta hoàn tất các cái thủ tục pháp lý để sớm triển khai cái dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, và cũng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan để chúng ta hoàn tất cái thủ tục pháp lý để triển khai cái dự án đường cao tốc Mộc Bài Sa Mát giai đoạn 1 đến thành phố Tây Ninh, và cũng như là triển khai các cái chương trình hợp tác với các tỉnh thành phố, đặc biệt với Bình Dương, Long An và Bình Phước, để chúng ta
hiện thực hóa các dự án kết nối đường giao thông trọng điểm với các cái tỉnh trong vùng. Đây là những cái công trình về giao thông trọng điểm rất là quan trọng để không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà sẽ tạo ra động lực cho phát triển kinh tế của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm nay, giao thông vận tải là ngành được phân bổ vốn đầu tư công khá lớn. Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh sẽ phải giải ngân 1.339 tỷ đồng cho 5 dự án chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng và 8 dự án thực hiện đầu tư. Ước tính bình quân mỗi tháng, Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh phải giải ngân trung bình là hơn 111 tỷ 583 triệu đồng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh đã triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công và kịp thời giao chi tiết cho các dự án đầy đủ thủ tục, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm, dự án quan trọng. Theo cái quyết định số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cái ban hành những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì trên cơ sở đó thì ban quản lý dự án cũng là ban hành cái kế hoạch, cái chương trình ngay từ đầu năm. Thì đối với các cái dự án chuẩn bị đầu tư á, thì khẩn trương làm những cái thủ tục chuẩn bị cần thiết để đấu thầu, khởi công, thi công xây dựng công trình. Thì đối với những dự án mà khởi công mới á, thì ban quản lý dự án cũng tranh thủ lựa chọn các nhà thầu tư vấn lập cái thiết kế và thi công dự toán, thì trên cơ sở đó thì sẽ dự kiến sẽ đấu thầu và khởi công chậm nhất là cũng phải trong quý 2 năm 2023. Rồi đối với dự án thực hiện đầu tư chuyển tiếp á, thì coi như là ngay từ đầu năm thì ban quản lý dự án đã coi như mời các cái đơn vị thi công, các cái nhà thầu họp bàn cái giải pháp để đưa ra kế hoạch tiến độ thi công cụ thể, lập sơ đồ găng cho từng dự án cụ thể. Thì trong đó là đề nghị nhà thầu đưa ra những cái cam kết về tiến độ cũng như các cái mốc thời gian để mà giải ngân vốn kế hoạch. Đối với những dự án quyết toán, ban quản lý dự án cũng đã khẩn trương hoàn thiện để hoàn chỉnh thủ tục nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác sử dụng và lập hồ sơ quyết toán hoàn thành dự án để giải ngân vốn chờ quyết toán. Lâu nay, tiến độ thi công công trình phần lớn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng. Với quy mô lớn của các dự án cùng với diện tích đất cần thu hồi để thi công công trình, thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ là một áp lực lớn đối với ngành giao thông vận tải. Thì có những dự án trọng điểm của tỉnh như là đường 794, 795, đường liên tuyến kết nối vùng N8, 787B, 789. Thì hiện nay thì đường 787B, 789 là đã được coi như khởi công thi công xây dựng. Và ban quản lý dự án cũng đã phối hợp với lại là thị xã Trảng Bàng và Dương Minh Châu và như khẩn trương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Còn đối với tuyến đường N8 thì hiện nay là tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và thi công dự toán, thì dự kiến là sẽ đấu thầu và sẽ khởi công thi công xây dựng cái tuyến N8 trong quý 2 năm 2023. Theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh thì mục tiêu tỉnh đã đề ra là giải ngân đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đạt 50%, đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 đạt 75% và kết thúc kế hoạch năm 2023 đạt 100% kế hoạch vốn xây dựng cơ bản được giao. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh những giải pháp để nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan, đôn đốc các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, tham mưu cấp thẩm quyền, phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cắt dự kiến kế hoạch vốn của các dự án không đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn hàng năm. Chủ trì, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo định kỳ 3 lần một tháng vào các ngày 3, 13 và ngày 23. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84 ngày 30 tháng 9 năm 2015 nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản,
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phân khai vốn, khắc phục tình trạng đầu năm chủ quan, thiếu tích cực, dồn vào những tháng cuối năm, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Chỉ đạo các phòng quản lý đô thị, kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt, tăng cường nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cần quy định xem xét tổng thể hồ sơ chi trả một lần, không trả hồ sơ quá hai lần với nội dung khác nhau, thời gian xem xét và trả hồ sơ không quá 1/3 tổng thời gian thẩm định. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian kiểm tra hồ sơ chất lượng nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất, tối đa không quá 5 ngày, khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra nghiệm thu của các chủ đầu tư. Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quan tâm chỉ đạo các cán bộ chuyên môn ưu tiên xử lý nhanh các hồ sơ trình thanh toán của các dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của tỉnh. Các chủ đầu tư phối hợp rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, đảm bảo đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng đầu năm. Hàng tháng, so sánh kết quả giải ngân thực tế và cam kết để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và tất toán các dự án hoàn thành, phối hợp với đơn vị thi công thực hiện đầy đủ kịp thời các thủ tục để giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao. Khẩn trương lập kế hoạch tiến độ, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật ngay sau khi có quyết định phân khai vốn chuẩn bị đầu tư dự án, nhanh chóng xử lý các vướng mắc khó khăn trong quá trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường. Với những kỳ vọng tạo ra bước đột phá mạnh mẽ từ nguồn vốn đầu tư công, tỉnh đã chỉ đạo xuyên suốt và sát sao, có giải pháp quyết liệt, phân rõ trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công cho các sở ngành, địa phương, người đứng đầu. Theo đó, các sở ngành, chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, nhằm đảm bảo hiệu lực, tính nghiêm minh trong thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với công tác xây dựng cơ bản, các đơn vị chủ đầu tư được giao vốn trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân đã cam kết, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại các chương trình truyền hình Những vấn đề hôm nay đã phát sóng và các chương trình khác của đài chúng tôi trên các hạ tần số YouTube, Fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính chào tạm biệt.